Chúng ta có câu hỏi như sau: hòa tan hoàn toàn 9,4 gam kali oxit vào 200 ml nước. Chúng ta có phương trình này. Khi mình hòa tan kali oxit là K2O vào trong nước, thì bạn biết rồi, K2O chúng ta là oxit bazotan sẽ tác dụng với nước để tạo ra dung dịch, ở đây là dung dịch KOH. Về khi bữa bạn làm các bài tập mà liên quan tới dung dịch thì nhiệm vụ đầu tiên và nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta đó là phải xác định trạng thái. Nếu em không xác định trạng thái thì coi như em đã thất bại trong vấn đề làm bài tập. Giờ chúng ta nghe kỹ. R2O chúng ta là trạng thái rắn. Nước của chúng ta là trạng thái lỏng. Hay nói khác, nó là dung môi. À. Còn KOH chúng ta là dung dịch. Được chưa nào? Vì sao KOH là dung dịch thì mời các bạn xem lại cái cho thầy các bạn tính tang. Bạn tính tang bữa trước tôi đã chỉ cho bạn trong cái phần này này. Cái gì lý thuyết thì cung cấp thì hãy nhớ. Đây. Chúng ta kéo xuống là kali đây này. Với OH đây này, kéo qua này. Thì thấy nó ký hiệu dấu X này. X ở đây là dung dịch. Được chưa? Tan nó tạo thành dung dịch. Dung dịch đây là dung dịch không màu. Tất cả những gì mà trong này bạn thấy màu trắng nó đều là không màu cả. Ở đây thì dùng nền trắng em nha. Rồi. Câu hai chúng ta yêu cầu chúng ta là tính nồng độ mol của dung dịch thu được, biết rằng quá trình hòa tan không làm thay đổi thể tích. Trong trường hợp này đề đã cho chúng ta khối lượng của K2O là 9,4 gam. Thể tích nước là ở đây là 200 ml. Trà mi đâu? Trà mi cho thầy biết là ở đây tính nồng độ mol của dung dịch thu được là tính nồng độ mol của thằng nào? Rồi. Để tính được nồng độ mol của KOH em dùng công thức nào? Đúng rồi, mol KOH chia cho V dung dịch của KOH. Bây giờ câu hỏi đặt ra cho em đó là mol KOH được tính như thế nào và V dung dịch được tính như thế nào? Nhiệm vụ của em là đi tìm hai thông số đúng không? Rồi, bây giờ em tính được mol KOH hay không? Tính bằng cái nào? Khối lượng KOH có chưa? Đâu, bao nhiêu? 9,4 gam là của kali oxit mà em. Nếu mà không có mol thì chúng ta sẽ chuyển mol từ chất đã có sẵn ban đầu là K2O, hiểu không em? Giờ về em sẽ đi tính mol K2O này. Được chưa? Để bằng cách lấy khối lượng chia khối lượng mol này. Sau đó em sẽ tính mol KOH này. Theo phương trình thì mol KOH chúng ta sẽ gấp 2 lần mol K2O. Được chưa nào? Rồi, sau khi chúng ta tính xong rồi thì em đi tính cho thầy V dung dịch KOH được hay không? V dung dịch KOH bằng cái gì? Đúng rồi, V nước. Vì sao nó bằng V nước em? Bởi vì người ta kêu là biết quá trình hòa tan không làm thay đổi thể tích dung dịch. Tức là thể tích dung dịch chúng ta đúng bằng thể tích của nước, hiểu không? Khi mình hòa tan một cái chất rắn vào trong nước thì có thể tích dung dịch đúng bằng thể tích của nước. Bởi vì sao? Khi mình hòa tan chất rắn vào trong nước thì khối lượng tăng lên nhưng thể tích bây giờ chỉ có thể là thể tích của nước thôi. Được chưa nè? Rồi. Các bạn có hiểu được ý tưởng câu A chưa ạ? Rồi Thị Hương ráp lại cho thầy. Thị Hương ơi, khối lượng K2O bao nhiêu? Khối lượng mol bao nhiêu? Thị Hương đâu? Kali là bao nhiêu? Tính cho tôi bằng bao nhiêu mol bạn ơi? Đó, thầy luôn luôn phân tích đề trước khi chúng ta làm, chứ còn không họ vô làm liền thì các bạn không hiểu gì cả. Đây. Thì nó không biết bấm máy tính nào vậy? 0,1 mol. Tôi khỏi cần đi. Mol K2O gấp 2 lần mol KOH gấp 2 lần mol K2O. Và đây mình tính được nó là bằng 0,2 mol. Như vậy tử số chúng ta đã có 0,2 mol. Chúng ta sẽ đi tìm mẫu số. Mẫu số chúng ta đúng bằng thể tích của nước. Và thể tích của nước là 200 ml.
chúng ta đổi sang lít bằng cách chia cho 1.000, thì đây nó sẽ bằng 0,2 lít. Đây 200 này chia 1.000 này, 0,2 lít, được chưa? Đó ở đây 0,2. Thì đây chúng ta sẽ tìm được là 1 mol trên lít. Vì sao đơn vị của nồng độ mol là mol trên lít? Chúng ta nghe kỹ. Mol đơn vị là mol này, V đơn vị là lít này. Như vậy nồng độ mol chúng ta đơn vị là mol trên lít, hoặc là 1 m. Chúng ta lưu ý cho thầy là cái đơn vị mol trên lít hoặc là m là tương đương, có nghĩa hai đơn vị này dùng song song cùng lúc cũng được, hiểu chưa? Đó là những điều mà thầy muốn nói ở câu A. Giờ chúng ta đến câu B. Ý B nào? Tính nồng độ phần trăm của dung dịch. Biết rằng D của nước là bằng 1 gram trên ml. Rồi Hoàng Nguyên đâu? Bây giờ em tính nồng độ phần trăm của dung dịch, tôi được là em tính nồng độ phần trăm của chất nào? Rồi, để tính được nồng độ phần trăm của KOH thì em tìm cho thầy hai thông số đi. Đây, cái đích đến của em này, IB này. Đích đến của em là tính nồng độ phần trăm của KOH. Em sẽ dùng công thức nào đây? Khối lượng chất tan ở đây là gì? Khối lượng dung dịch đây là gì? Nhân cho bao nhiêu? Rồi, bây giờ nhiệm vụ của em là đi tính cho thầy m chất tan và m dung dịch. Để tính m chất tan thì em dùng công thức nào đây? Hai công thức 21 và 22 dùng công thức nào? 21, bạn dùng 21 đúng không? Kiểm tra 21 thì em đã có mol cao hết chưa? Rồi, ok, dùng 21 để tính m chất tan đi. Khối lượng cao hết sẽ bằng mol nhân cho m lớn. Đó vào. Mol ở đây là không mấy, nhân cho 39 cộng 16 cộng 1 rồi. Bây giờ em cần đi tìm một thông số nữa, đó là gì? Khối lượng dung dịch cao hát. Khối lượng dung dịch cao hát được tính như thế nào? Nó lại khối lượng cao hát được tính như thế nào? Khối lượng dung dịch cao hát được tính như thế nào? Khối lượng K2O có chưa? Khối lượng nước có chưa? Tìm được không? Người ta cho V và cho D thì tìm được không? Rồi chúng ta nghe kỹ. Công thức nào đây em? Công thức số 24 đúng rồi. M dung dịch là bằng V dung dịch nhân cho D. Trong trường hợp mà đây là nước thì đây là V nước nhân cho D nước. Công thức 24. Như vậy dựa vào công thức 24 thì em sẽ tính được M nước. Khối lượng nước là bằng V nước nhân cho D nước. Đó, một bài tập lúc đầu chúng ta làm thì nó rất là khó. Sau khi mà làm mình phân tích xong thì nó sẽ trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. V của chúng ta là 200 ml. D của chúng ta là 1 gram trên ml. Lưu ý trong cái công thức này này. Bây giờ trong công thức là có mà liên quan tới D này thì đơn vị thể tích là ml. Vì sao? Ml chia ml là hết, khi đó chúng ta sẽ tính ra đơn vị là gram. Ở đây mình tính được nó là bằng 200 gram. Rồi, bây giờ em tính được m dung dịch cao hát chưa Nguyên ơi? Sẽ bằng khối lượng của K2O cộng cho gì? Rồi, K2O có chưa? Rồi, thằng này là nhiêu? 200. Ok. 9,4 cộng 200 là tính cho thầy bằng bao nhiêu? 209,4 gram. Rồi, xong. Rồi, khi đó em sẽ tính gì? Tính nồng độ phần trăm được chưa? Rồi ráp vào cho thầy đi. Từ số bằng bao nhiêu và mẫu số bằng bao nhiêu?
Rồi, sắp xỉ bằng bao nhiêu rồi? Năm phẩy ba lăm, rồi ok. Coi kiến gì về câu hỏi này hay không ạ?